Xin chào các bạn đã quay trở lại với ThinkView. Mỗi người sẽ có những nhu cầu sử dụng máy tính khác nhau. Có người thì lại muốn một chiếc máy tính xách tay để có thể dễ dàng di chuyển, nhưng bù lại chúng ta sẽ phải hy sinh hiệu năng. Có những người họ lại muốn sử dụng một chiếc máy tính để bàn để có thể làm việc dễ dàng hơn và hiệu năng mạnh mẽ. Và tất nhiên là chúng ta sẽ không thể mang theo bên mình được. Nhưng cũng có một đối tượng là họ không cần một cấu hình quá khủng để có thể làm việc hay là chơi game. Họ cũng không cần phải di chuyển chiếc máy của mình. Khi đó, một chiếc máy tính để bàn All-in-One sẽ là một giải pháp tuyệt vời. Và sau lưng mình đây đang là chiếc HP Pavilion All-in-One 24 inch. Và hôm nay, mình sẽ đánh giá chiếc máy tính này. Và cũng cùng xem những sản phẩm All-in-One có đặc điểm gì nổi bật. Thông tin tổng quan về chiếc máy thì đây là phiên bản sử dụng CPU Intel và có mức giá khoảng 700 đô tại hãng. Ngoài ra thì chúng ta cũng có những phiên bản khác sử dụng chip AMD và có cả đồ họa rời. Tuy nhiên là có vẻ như là ngoại hình của những phiên bản này là khác nhau. Mình cũng không rõ lắm, nhưng mình thấy đây là chiếc máy đẹp nhất và có lẽ là cũng phù hợp với nhiều người nhất, thế nên mình đã mượn về để review. Đầu tiên đến với thiết kế, điểm làm mình ấn tượng nhất trên sản phẩm này, phải nói là nó có một thiết kế rất đẹp, phim màn hình siêu mỏng. Mỏng hơn viền màn hình Dell U2518D một chút, nó khoảng là 6mm. Toàn bộ phần viền thân máy được làm bằng nhựa cứng, tuy nhiên được sơn phủ chất lượng tốt, làm cho cảm giác bề mặt khá giống kim loại kể cả khi tiếp cận gần. Chân đế máy được làm rất chắc chắn, tuy nó phải gánh toàn bộ trọng lượng máy nhưng vẫn không bị rung lắc trong quá trình sử dụng. Đánh giá tổng quan, thiết kế của HP Pavilion 24 là một trong những chiếc máy All-in-One đẹp hiện nay và nó đi theo phong cách thanh lịch và cứng cáp. Mặc dù nó chỉ là dòng Pavilion phổ thông, tương tự như những dòng sản phẩm Pavilion khác trên laptop thì phiên bản này sẽ phù hợp hơn với những người dùng cơ bản, không có những yêu cầu quá khắt khe về chi tiết. Thế nên chúng ta nếu để ý sẽ thấy những rãnh nhỏ trong quá trình lắp ráp máy, nhưng nhìn chung nó vẫn được HP làm rất tốt, đặc biệt là rất chắc chắn, ngoài cả sự mong đợi của mình. Về khả năng hiển thị của máy, nó được trang bị một màn hình IPS cho góc nhìn tuyệt đối ở tất cả mọi hướng. Độ phân giải là Full HD cho 92 ppi, một độ phân giải không cao nhưng mình nghĩ là phù hợp với phân khúc máy này. Điểm cộng sẽ là khả năng tái tạo màu sắc của màn hình. Với tấm nền IPS, HP Pavilion 24 inch All-in-One đạt điểm số khá cao là 93% sRGB và 74% Adobe RGB. Độ sáng tối đa đạt ở mức trung bình là 242 nits, nên khi sử dụng bình thường sẽ để độ sáng ở mức 100%. Màn hình này cũng đạt tối đa điểm về độ tương phản theo Spine 5 Elite. Tất nhiên nó không phải là một màn hình tuyệt vời đối với mình, nhưng nó là rất tốt đối với một màn hình của dòng máy phổ thông. Tiếp theo, ngay phía dưới màn hình là một dải loa chung khá nổi bật, có các lỗ kéo dài chiếm gần hết diện tích. Nó được kết hợp sản xuất với B&O, một điều thường thấy trên các sản phẩm của HP. Một điều khá lạ là trước đây những mẫu laptop có loa B&O mà mình từng sử dụng có âm lượng khá bé. Tuy nhiên, âm lượng loa trên Pavilion All-in-One lại rất to. Nó đủ to và rõ ràng cho một căn phòng gần 30m². Âm thanh nghe khá ổn, duy nhất là việc nó không có loa sub nên sẽ thiếu âm bát. Các giải âm còn lại thể hiện rất tốt. Đối với những người dùng không có nhu cầu khó tính về âm nhạc, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng máy này mà không cần những loa ngoài để phục vụ mục đích cá nhân. Và trước khi đánh giá hiệu năng, mình sẽ nói qua những thứ đi kèm chiếc máy này mà HP đã cung cấp cho chúng ta. Sẽ có một chuột và một bàn phím, nhưng chất lượng lại khá chán. Mình nghĩ rằng chắc chắn khách hàng sẽ phải mua một bộ phím hoặc là chuột khác. Chỉ cần vài trăm nghìn cũng sẽ cho chất lượng tốt hơn. Tiếp theo là cấu hình. HP Pavilion 24 All-in-One mà mình đang có đây sử dụng CPU Intel i5 Kaby Lake 7400T, một dòng CPU có hiệu năng tầm trung, khoảng giữa laptop và PC thông thường. Nó tiêu thụ ít điện hơn thường được sử dụng ở các máy All-in-One như thế này. Và cũng chính vì lý do đó thì nên chiếc máy này chỉ cần 120W cho tất cả. RAM 8GB DDR4 bus 2133, nâng cấp tối đa là 16GB. Ổ cứng 1TB gắn sẵn. Rõ ràng với một cấu hình như thế này thì HP muốn nhắm tới đối tượng là văn phòng và những người dùng phổ thông. Ở đây mình có benchmark bằng PC Mark 8 để kiểm tra tổng thể hiệu năng làm việc của máy với hai bài là Home và Work. Điểm số ở mức trung bình ngang ngửa với các dòng laptop sử dụng Core i7 thế hệ thứ 6 sử dụng cả đồ họa rời 2GB trên laptop ở những tác vụ văn phòng hay là giải trí cơ bản. Tất nhiên với một cấu hình như vậy, chúng ta có thể chơi những tựa game eSports với một mức khung hình vừa phải như một giải pháp tình thế. Trong quá trình sử dụng cũng như benchmark và full load 30 phút thì nhiệt độ được mình tổng hợp lại. Đây là mức nhiệt độ tốt, cũng là điều dễ hiểu bởi nó sử dụng CPU 35W điện và không sử dụng cạc rời. Không gian máy bên trong chắc chắn là khá rộng rãi cho việc bố trí các linh kiện và luồng gió nóng sẽ thổi lên phía trên đỉnh máy. Phía trên này cũng sẽ có một camera khi chúng ta ấn vào như thế này, cách bố trí này khá hay. Chất lượng camera cũng ở mức trung bình với độ phân giải là HD. Với mức giá là 724 đô cho một chiếc máy tính để bàn hoàn chỉnh và gọn gàng, sẽ không có quá nhiều những dây dợ lằng nhằng và thậm chí là cả loa rời. Chỉ cần cắm sạc là đã có thể sử dụng được luôn, thì HP đã làm tốt nhất có thể từ chất lượng hiển thị, chất lượng âm thanh và chất lượng hoàn thiện. Theo mình thì giá thì đây là một sự lựa chọn tốt trong phân khúc All-in-One phổ thông.
Có thể nó sẽ phù hợp với những doanh nghiệp hay là với những nhu cầu cá nhân sử dụng để tra cứu thông tin, làm việc hay là giải trí ở mức cơ bản. Nó thực sự khá đẹp và sang trọng. Còn nếu các bạn có những yêu cầu khắt khe hơn về cấu hình cũng như là chất lượng hoàn thiện thì các bạn có thể chọn những dòng sản phẩm khác của HP như là Envy, Elbook hay thậm chí là Z Workstation All-in-One. Và trên đây là tất cả nhận xét của mình về dòng sản phẩm HP Pavilion All-in-One 24 inch này. Cảm ơn các bạn chú ý theo dõi và hy vọng rằng các bạn sẽ cảm thấy yêu thích video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.